Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì em cùng anh Hương á, thì mình cũng đến phát quà cho bà con ở xã Mỹ An của huyện Thành Phú của tỉnh Bến Tre mình ha anh chị. Thì tụi em cũng đi một cái xe 15 chỗ, rồi tụi em chở quà này luôn, đặng tụi em đi cùng anh chị. Chứ mấy rày thì tới mùa mưa rồi đó, rồi xe lôi mình chở thì nó cũng vất vả. Rồi sẵn thì tụi em cũng đi chung cho nó cũng đỡ đỡ anh chị. Chứ mà lúc này mưa gió mà tụi em đi dầm mưa nhiều quá thì cũng sợ bệnh nữa. Đây giờ các bà lớn tuổi cũng hồi nãy cũng đòi vô phụ, hôm nay thôi các bà ngồi yên để mấy chị có sức khỏe thì mình sẽ phụ xuống quà. Hôm nay thì tụi em phát 50 phần quà cho bà con ở xã Mỹ An ha anh chị ha. Về kinh phí đây là của các anh chị ở nhóm 143 hỗ trợ cho 50 phần quà đây ha anh chị. Hôm nay thì phần quà tụi em cũng gồm có là gạo nè, mì và nhu yếu phẩm. Và có thêm mỗi gia đình như vậy thì là một cái mùng và một cái mền. Và có thêm 50.000 để bà con đi xe ha anh chị ha. Tụi em cũng gọn gọn mình chở xuống tới nơi đây rồi bắt đầu mình mới phân quà ra được anh chị. Hiện tại thì bây giờ bà con đến cũng đông đông rồi. Đây có bà cụ này lớn tuổi quá trời nè. Dạ con chào bà. Chào bà chú. Bà ở xã Mỹ An luôn hả bà? Chào Mỹ An. Dạ. Ở gia đình và sống nhà hả bà? Có mình à. Một mình luôn hả? Con neo mình. Đơn luôn hả? Con mình à. Nhưng mà bà có gia đình không? Có con đồ con, ở con cũng đông mà ở tư riêng hết trơn, bị ở Long An đồ dạ. Bình Dương rồi trơn à. Dạ. Nhà con mình tự nấu tự ăn. Tự nấu tự ăn luôn hả? Dạ, tự nấu tự bà ăn. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi bà? 86. 86 tuổi. Dạ. Nhưng rồi bà đi tới đây bằng gì? Đi bộ. Đi bộ hả? Sao không đi xe ôm? Đi xe ôm đi, có họ có tiền đi về xe ôm mà. Ôm không có. À, ôm không có. Cũng như là xe ôm không có để đi. Không có. Dạ. Vậy là bà đi xa không bà? Từ nhà bà lại đây xa không? Ở dưới ông quận lớn lận. Vậy là đi bà đi từ đó tới từ nhà tới đây khoảng chừng 15 phút không? Lâu xa chứ còn hơn à. Trời ơi, vậy là nửa tiếng đồng hồ luôn hả? Trời ơi, vậy là bà còn đi bộ rồi thấy còn khỏe khoắn ha. Đi khúc nghỉ. Đi khúc nghỉ một khúc hả? Vậy gọi hồi quà sao bà ôm về nổi, phần quà nặng lắm nha. Rồi lát ra rồi có điện cháu nội. À cháu nội rước dùng. Dạ. Chứ mà phần quà bữa nay là nặng lắm nha bà. Cảm ơn dạ. Các công ty ở trở nang. Dạ, cái này là của Mạnh Thường Quân á, chứ không phải của tụi con. Dạ. Rồi cảm ơn hết trơn. Dạ. Dạ rồi bà khỏe ha bà ha. Dạ chút xíu cái quà thì phải có người chở về nha, chứ mà còn đi bộ là con nghĩ là chắc đi không biết chừng nào tới nhà. Không nổi. Ôm thùng vậy cũng không nổi nữa đừng. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn bà. Các chị có sức khỏe thì mình cũng phụ xuống quà với tụi em, chứ mà còn đi có hai anh em với tài xế thì làm cũng chắc không nổi vậy, còn lâu lắm. Nên là bà con cũng phụ phần nào ha. Đây có bà cụ đi bán vé số nữa nè. Dạ con chào bà. Dạ cảm ơn cậu. Dạ hàng ngày đi bán vé số luôn hả bà? Dạ bán số cô. Rồi giờ hôm nay tới đây nhận quà. Dạ hôm nay lại đây xin quà. Dạ hàng ngày bà bán được nhiều không bà? Bán được có 70-80 kìa cậu. Sáng rồi đi chưa có bán nữa. Từ sáng giờ chưa bán luôn hả? Dạ. Dạ. Vậy là bà ở với ai hả bà? Dạ ở với có một đứa con gái mà nó có chồng rồi nó lo con đó rồi mình đi kiếm ăn vậy đó cậu. Dạ. Ngày nào lửng ngày nấy vậy đó. Bà năm nay bà là bao nhiêu tuổi? Dạ 73 tuổi. Trời ơi 73 tuổi còn phải lam lũ quá trời ha. Dạ, khổ quá ráng vậy cậu chứ nhà đâu có ăn. Dạ. Nhưng mà xã Mỹ An mình đây con thấy như bà con cũng khó khăn nhiều ha. Dạ. Dạ. Tôi là ở Thành Phú. À dạ. Ở Bình Thạnh. Dạ. À. Dạ. Bây giờ chị bạn chị bán shop á là chị xin giùm. Dạ. Dạ. Vậy rồi bà đi đến đây bằng gì? Đi xe ôm. Đi xe ôm hết nhiêu tiền? Cái cậu kia có chở một lát nữa có mấy tiền chắc 50.000 quá. Dạ. Hôm nay thì phần quà thì có thêm 50.000 để đi xe nên dạ. Bà con đi xe ôm đằng chở quà về nha dạ. Chứ mà đi bộ là đi không nổi đó nha. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, dạ rồi con cảm ơn bà. Ở huyện Thành Phú của Bến Tre anh chị thì xã Mỹ An và xã Thành Hải là hai xã mà bà con là tương đối là khó khăn nhất ở huyện Thành Phú đây đó anh chị.
Còn các xã khác thì cũng đỡ đỡ phần nào ha. Anh chị thấy thì những phần quà thì bây giờ mình cũng chưa có vào túi đồ xong hết rồi. Bà con đến rất là đông rồi. Bà con nhận được phần quà như vậy người ta cũng mừng dữ lắm anh chị. Dạ. Bà con thì đa phần là những người lớn tuổi và những người đi bán vé số rồi đó anh chị. Bà cụ hồi nãy bảy mấy tuổi mà vẫn còn đi bán vé số. Dạ con chào bà. Bà đi đến đây với ai bà? Đi với bà là chở con cháu được. Dạ. À cũng có người chở ha. Dạ. Hôm nay đến nhận quà thấy vui không bà? Vui lắm à. Dạ. Ở con nghe nói xã Mỹ An mình cũng nghèo dữ lắm hả bà? Xã ở thành phố này xã Mỹ An với xã nào là nghèo? Bình Thạnh cũng nghèo. Bình Thạnh cũng nghèo nữa hả? Ở đây là xã Bình Thạnh. À. Ở đây là Bình Thạnh là ba người. À. Dạ. Bây giờ thấy do tình hình dịch bệnh rồi thấy bà con rồi ai cũng khó khăn hết trơn á. Thì tụi con cũng có nhiều tụi con hỗ trợ cho bà con nhiều thôi chứ tụi con cũng không có khả năng nhiều. Dạ. Bây giờ tôi nói chú nghe. Dạ. Bây giờ tôi có thằng tay thứ ba mà nó bị ung thư á. Dạ. Hôm qua tôi quên nói với Ngọc Dân xin cho nó một phần. Dạ. Nó bệnh thì nó không có ăn cơm được, nó ăn cháo rồi vậy bà. Dạ. Dạ. Quên chứ nói Ngọc Dân xin được cho nó. Dạ. Dạ. À, tại vì ở đây thì tụi con xuống thì cũng ở địa phương người ta cũng xem xét đó chứ còn con thì chỉ có là mình đến rồi cũng nhờ địa phương thôi. Dạ thôi bà cũng khỏe ha bà ha. Dạ 85 tuổi. 85 tuổi rồi hả? Dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn bà. Bà cũng đi bán vé số luôn hả bà? Vé số còn có mình bán. Dạ, một ngày bán được chừng 100 vé không bà? Không được, 60 à. 60 hả? Dạ. Bà nay là 8 mấy? 82. Dạ, đi bán về là đi xa chứ không bà? À, đi vòng cũng mấy cây số vậy vòng ở đâu nhỏ đó không biết đi xe mà con. Dạ, kệ vậy mình còn khỏe mình cũng đi làm phụ con cái kiếm tiền xài đâu bà ha. Có thằng con ở xa thì có mình nè. Dạ. Anh chị thấy các bà cụ tám mấy tuổi không mà đi bán vé số thấy thương quá trời luôn. Dạ rồi con cảm ơn bà nha, chúc bà khỏe nha bà. Chúc con về mạnh khỏe, trẻ mãi không già nặng lương nữa phải không? Dạ. Dạ. À, các phần quà bây giờ tụi em cũng vào từng cái giỏ riêng đây rồi anh chị. Lúc này thì tụi em có cái giỏ này thì bà con xách nó cũng tiện ha. Anh Hương soạn phần quà cho em để cho khán giả người ta xem anh Hương. Phần quà đây đi anh Hương. À, phần quà ở đây thì cũng có là một thùng mì, một cái mùng, một cái mền ha, một chai nước tương, chai nước mắm nè, chai dầu ăn, đường và muối, với 10 ký gạo bên đây ha anh chị ha. Và một hồi xíu anh Hương nhớ phát cho mỗi bà con 50.000 đi xe nha anh Hương, đừng quên nha anh. Bà con đây thì chị thấy toàn là người lớn tuổi thôi thì bởi nên là hồi xíu phát quà xong thì bà con sẽ đi xe ôm về chứ mà còn ôm phần quà như vậy mà đi bộ về là chắc còn lâu mới tới nhà đó anh chị. Phần quà 10 ký gạo là mấy bà là ginh là cũng nặng rồi. Cái này bịch này chắc khoảng cả chục ký nữa không ta? Nặng à ha. Cũng nặng dữ lắm à. À, phần quà này chứ cũng khoảng chừng 5-7 ký gì đó anh chị. Nặng lắm. Cả chục ký á. Bởi nên là các bà không có tiền đi xe ôm thì không biết là các bà khi nào mới về tới nhà nha anh chị. À, con chào các ông các bà ha. Con là đại diện từ phía Mạnh Thường Quân á. Hôm nay con đến con phát quà cho bà con ở xã Mỹ An mình. Thì hôm nay tụi con phát tổng cộng là 50 phần quà. À, phần quà thì gồm có 10 ký gạo nè, và mì, và phần nhu yếu phẩm, với một cái mùng, một cái mền nha, với 50.000 để bà con đi xe. À, tất cả phần quà ở đây là của các anh chị ở nhóm 143 nha các bà. Thì phần quà này là phần quà ấm no ha. Là ấm là có cái mùng cái mền là ấm đúng không? Dạ. Dạ, với gạo là no ha, là phần quà mình ấm no ha, để bà con bớt khó khăn trong cái mùa dịch này nha. Dạ, rồi thì bây giờ con sẽ ưu tiên cho những người lớn tuổi nha. Ưu tiên những người lớn tuổi nhận quà trước. Rồi đặng các bà đi về ha. Dạ rồi thì bây giờ con mời các bà nha. Rồi bây giờ mình chậm chậm nha các bà.
Dạ rồi, cứ việc bây giờ là tới đây cái bạn này nhận phiếu ha. Đi đi cho mấy chị. Dạ. Cái gì thích ra ngoài con xếp qua đi, xếp qua cho con. Dạ rồi đó. À, ai nhận đâu có bây giờ tới đây rồi phát quà phát gạo ha. Chậm chậm thôi các bà ơi. Chú từ từ tới rồi đi. Từ từ đi chú. Cho người này ra người khác mới nhận. Dạ. Dạ rồi chậm chậm ai cũng có phần hết đó các bà ơi. Nặng quá trời luôn. Rồi bà về khỏe nha bà. Dạ, dạ bà về ha. Bà ơi nhận tiền. Để quên. Đúng rồi. Chậm thôi. Dạ mấy cái phần đó thì để mình để sau đi cô ơi. Một người thôi ra ngoài nào rồi ta để gì sao đi. Thiếu thì lấy quà. Bà khách nhà bá hồng đó. Của bà nhà Nguyễn Văn Quân à. Rồi ra ngoài đi còn hai miếng. Ở xã Mỹ An thì anh chị thấy thì toàn là những người lớn tuổi, những người khó khăn đi bán vé số rồi đó anh chị. Nhìn thấy cũng thấy thương. Dạ rồi các bà chậm nha. Dạ ai cũng sẽ có phần hết. Cho mấy người ta vô nhận ta ra giùm ta đi. Dạ đúng rồi, mình né qua một bên á đặng. Cho người ta ra đường, cho người ta ra lên. Bà này nhận tiền rồi. Rồi và tiếp tục. Chậm thôi các bà ơi, mình chờ nãy giờ rồi, bây giờ mình chờ xíu nữa. Dạ ai cũng sẽ có phần hết. Nhớ là có 50.000 đi xe nha các bà. Dạ để quên nha, quên là mất phần nha. Em quay giữa chừng thì cái máy của em nó bị lỗi rồi anh chị. Bây giờ thì em sẽ tạm thời là mình sẽ quay bằng điện thoại. Cái máy hôm nay không biết bị lý do gì rồi. Nãy giờ thì tụi em cũng phát rất là nhiều quà cho bà con rồi anh chị. Nhưng mà do là cái máy có thể là nó bị lỗi hay sao đó, thì để về em cũng sẽ cập nhật ở trên máy tính thì em mới biết được ha. Bây giờ thì còn chừng 10 phần nữa thôi anh chị. Bây giờ thì bà con ai cũng nhận quà xong rồi nè. Bây giờ thì bà con về. Ở đây thì cái đường nó hơi nhỏ nên là bà con tập trung đông quá thì cũng dễ bị kẹt xe đó anh chị. Cái đường này chút bà cũng qua nè. Bà ơi sao giờ chưa về? Chờ con nhỏ. Chờ hả? Chờ nhỏ kia chở. Dạ. Vậy là chờ cháu trở về ha. Cháu ha. Dạ. Mừng quá à con. Dạ. À biết sao không? Dạ. Bán nhà vậy là 60 phần. Dạ. Người khi thối lộn. Thối lộn nữa hả? Thối lộn chiều cộng tiền á. Dạ. Có một lần nó đổi 100.000 cái bán lời 10.000 hợp cho lợi con. À vậy cũng đỡ ha, chứ mà con. À bữa sau. Chứ nhiều khi người ta thấy bà lớn tuổi người ta cũng đâu ăn gian bằng chi. Vậy còn mình mà mất này thứ nhất thối lộn thứ nhì ta lấy ra. Cái thằng nó đi Bến Tre. Dạ. Một tháng mấy nó gạch nó ngoại con mừng hỏi gì à? Con mua có 6 tờ về trúng họ trung tiền tới 7 tờ. À. Trả tiền lại ngoại tờ. À. Chết. Vậy cũng đỡ ha. Ông người ta đâu có tham tại lộn. Dạ. Dạ. Để rồi đó. Thôi bà về khỏe nha bà. Mới mốt có dịp con có quà con xuống con phát cho bà con nữa ha. À con phải là về thăm nội ngoại hai bên. Bây giờ chăm mạnh khỏe với con. Dạ. Dạ con rồi. Mạnh khỏe mãi lận. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn bà nha. Dạ. Giờ tám mấy tuổi này
Dạ kiếm ngày vài chục cũng đủ thịt cá mà ha. Bây giờ thì còn có khoảng chừng 2-3 phần quà nữa là tụi em cũng đã phát đủ 50 phần quà cho bà con ở xã Mỹ An của huyện Thành Phú rồi ha anh chị. Thì nhiều khi là những phần quà này thì nhiều khi bà con vẫn còn đi làm, nhiều khi về hơi trễ. Nên là tụi em cũng sẽ cố gắng, mình sẽ đợi tí xíu để mình sẽ phát quà cho bà con hết luôn cho đủ người ha anh chị ha. Nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị ở nhóm 143 và các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng em với anh Hương á, để mình đi giúp cho bà con ở Bến Tre ha. Thì video của em sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Thân xin chào nha.